Và xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình lại được có gì trên tay một em mô hình có khả năng lột đồ rất là sexy. Em này có tên là Oshinsit HG. Và đây là mỏ hộp của em nó. Ok, mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem là như bên trong nhân vật này sẽ có những gì nhá. Đây là cái đầu nhân vật này, làm cái nét mặt khá là chi tiết. Đây là phần thân, mô hình vẫn đang được bọc các lớp bóng kính rất là cẩn thận. Đây là cái đuôi này. Ok, mình sẽ bỏ sang một bên để cho anh em xem được cái đế của nó. Cái đế rất là cao, dày, tuy nhiên là làm rỗng nhưng mà vẫn rất là chắc chắn. Và đây là khi mình đã lắp ghép hoàn thiện em nó với đầy đủ quần áo đang mặc. Em này kiểu dáng như là ác quỷ mang trong mình thân hình quyến rũ vậy. Ok, và bây giờ sẽ đến phần mình sẽ lột hết đồ của nó ra cho anh em xem. À cũng gì, đây là cái váy ngắn nhá. Đấy, anh em thấy là vòng 1, vòng 2, vòng 3 đầy đủ luôn. À, có một cái lớp ghép ở đây mình cũng ngại không tiện tháo ra. Em này khi mà mình muốn tháo hết cả áo hoặc là những cái thứ màu mè bên trong ra, cả áo choàng này ra, thì mình phải buộc tháo cái đầu trước đã nhá. Đây, như anh em thấy cái mức độ hoàn thiện của mô hình này, tuy không phải là mô hình view hàng đắt tiền vài triệu nhưng mà những cái chi tiết sơn của nó không bị lem nhiều, và thậm chí là những cái chi tiết hoàn thiện khá là ok. Và đây, khi mình đã cởi hết tất cả những cái thứ loằng ngoằng xung quanh ra thì em nó như thế này, mình gắn thêm cả cái đuôi vào nữa nhá. Ok, đẹp không ạ? Sản phẩm này nó cao khoảng hơn 20cm anh em nhé. Đấy, như mô hình như này anh em đặt lên đế cũng được, mà thích là mặc hết quần áo đầy đủ vào cũng rất là ok. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo và theo dõi những video tiếp theo.